quả cầu ngà voi trung hoa đỉnh cao nghệ thuật điêu khắc cổ đại trong nhiều thế kỷ phải nói rằng nghệ thuật và hàng thủ công mỹ nghệ của người trung hoa cổ đã nổi tiếng khắp thế giới nhờ sự tinh tế và mỹ hảo của chúng nếu phải chọn một vật để thể hiện sự công phu và tỉ mỉ đến từng chi tiết chắc chắn phải kể đến những quả cầu điêu khắc bằng ngà voi quả cầu ngà voi là sản phẩm được trang trí hoa văn công phu gồm các quả cầu đồng tâm mỗi khối cầu đều có thể tự xoay voi được cấu tạo bởi cùng một chất liệu. Mặc dù các bậc thầy điêu khắc cổ đại thường dùng chất liệu là ngà voi, nhưng trong thời hiện đại, bạn có thể sẽ tìm thấy các vật liệu khác như ngà voi nhân tạo, nhựa, gỗ, ngọc bích. Những tác phẩm nghệ thuật tình xảo này được tạo thành từ 3 đến 7 lớp, đặc biệt quả cầu lớn nhất thế giới có đến tận 42 khối cầu đồng tâm. Quả cầu có thể được treo bằng một sợi dây hoặc trưng bày trên giá đỡ được thiết kế đặc biệt. Mặc dù điều đáng kinh ngạc là các quả cầu nhỏ bên trong đều có thể dịch chuyển riêng biệt đến khi tất cả các lỗ thẳng hàng, nhưng sự nổi tiếng của quả cầu ngoài vo này lại đến từ phương thức bí ẩn tạo ra nó. Vậy người ta đã dùng cách nào để tạo ra một tác phẩm cầu như vậy? Điều này chắc chắn phải đòi hỏi đến sự kiên nhẫn phi thường cùng một bàn tay khéo léo, tỉ mỉ. Đầu tiên, các bậc thầy tiêu khắc sẽ cố định quả cầu trên máy tiện rồi khoan hướng về phía trung tâm khối cầu. Sau đó, họ sẽ dùng các công cụ đặc biệt hình chữ l để cắt các lớp từ trong ra ngoài dụng cụ dài nhất có lưỡi cắt ngắn nhất và dụng cụ ngắn nhất có lưỡi cắt dài nhất người nghệ nhân sẽ hạ công cụ dài nhất đến phần đáy hẹp nhất ở từng lỗ và xoay quanh nó để cắt rời khối cầu trong cùng sau đó họ dùng công cụ dài thứ hai để cắt một hình vòng cung rộng hơn và tách được lớp thứ hai cứ tiếp tục như thế cho đến lớp ngoài cùng hai tầng ngoài cùng sẽ được kết hợp với nhau để tạo thành một lớp dài hơn nhằm giảm thiểu rủi ro bị vỡ khi chạm khắc những hòa văn cầu kỳ bên ngoài. Sẽ là một điều rất đáng tiếc nếu lớp ngoài cùng của quả cầu bị dạn nứt sau khi tất cả công việc chạm khắc bên trong đã hoàn thành. Vì lớp ngoài cùng dễ tiếp xúc nhất, để nói được chạm khắc công phu nhất, thường là các tượng rồng và phượng bệnh vào nhau. Những quả cầu ngà voi này có độ tình xảo rất cao, đến mức chúng chỉ có thể được chạm khắc bằng tay. Ngay cả những thao tác sai nhỏ nhất cũng có thể làm hỏng các chi tiết bên trong và cả những chuỗi ngày làm việc vất vả của các nghệ nhân. Vì vậy, để xếp các lỗ của quả cầu trở về vị trí thẳng hàng tốt nhất, nên dùng một chiếc tâm hoặc vật nhỏ tương tự để tránh làm hỏng các lớp hình cầu đồng tâm. Những quả cầu bí ẩn, theo những cách người ta gọi chúng, thường được xem như là một vật phẩm tâm linh đại diện cho sự may mắn, nhờ các biểu tượng trang trí bên ngoài và các vòng xoay vĩnh cửu. Các lớp của quả cầu có thể tượng trưng cho nhiều thứ, từ bốn phương, đông, tây, nam, bắc cho nên các yếu tố tự nhiên như đất, nước, gió, lửa, lốc ngoài cùng thường được chạm khắc thành hình rồng và phượng, là những linh vật đại diện cho âm, dương, hay nam, nữ. Một kiệt tác hội tụ đủ cả hai linh vật này được người xưa tin rằng sẽ mang lại sự thành công, thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình.